Gia đình. Dạ em là con thứ hai ạ. Con thứ hai, gia đình nhiều đông anh em không em? Dạ gia đình em có ba chị em ạ. Con trai hay gái đâu? Dạ nhà em có ba chị em gái ạ. Dạ em mời anh ạ. Ừ, mời em. Em vắt chanh vào ăn dễ ăn hơn. Em thích ăn chua không? Dạ không ạ. Một tuần như vậy thì em dạy 3 buổi. Dạ em dạy cả tuần ạ. Dạ vậy anh có sở thích gì ạ? Anh nhìn sở thích thì du lịch, thể thao. Thế du lịch thì anh thích đi du lịch trong nước hay là ngoài nước ạ? À, hiện tại thì về kinh tế của mình thì chỉ có đủ khả năng để mình du lịch trong nước thôi. Và dạ. Trong những tỉnh thành ở Việt Nam thì anh đã đi rất là nhiều. Dạ em thì em cũng thích đi du lịch, rồi là nấu ăn, rồi đi bộ. À anh có hút thuốc không ạ? Không, anh không hút thuốc. Dạ. Ủa dạ, bò chị... ngon không? Sao không ăn vậy? Dạ ngon nhưng mà em cảm thấy là nó đỏ đỏ nên là em... Nó vậy đó chứ thật ra nó chín hết rồi, nó rất là ngon luôn. Bây giờ chị cho các bạn chơi một trò chơi nữa nhỏ nhỏ cho vui. Mỗi bạn hãy bóc một lá thăm của chương trình, đọc lớn yêu cầu trong này lên. Rồi, đọc lớn lên đi em. Vâng, em sẽ đọc lớn. Theo bạn, trình độ học vấn có quan trọng hay không? Vì sao? Em bóc luôn đi rồi, để tôi coi ai trả lời câu đó. Dạ, hai bạn thử nhìn nhau không chớp mắt trong 30 giây, người thua sẽ nhận hình phạt từ người còn lại. Mình chơi trò chơi này trước đi. Rồi. Vui hơn nè, hai bạn nhìn nhau trong 30 giây, ai chớp mắt trước chịu hình phạt. 1, 2, 3, bắt đầu. Cô chớp rồi, cô chớp lia lịa luôn á, chưa cho tôi thấy cô chớp lia lịa rồi. Phạt cổ đi em. Em phải làm một cái hành động mà đáng yêu nhất. Làm đi em. Có đáng yêu không em? Đáng yêu chị. Trời ơi, đáng yêu rồi đó hả? Em dễ dãi quá. Vậy em đang yêu rồi đúng không? Rồi, theo em thì trình độ học vấn có quan trọng không? Cái học vấn cũng là rất là quan trọng. Vì cái học vấn đó nó dạy cho chúng ta là một con người trưởng thành hơn và một con người có trách nhiệm hơn trong cuộc sống. Đấy. Trong tình yêu thì khi mình yêu là mình yêu cái tính cách của người đó. Còn cái học vấn đã là quá khứ rồi. Bây giờ thì mình muốn thay đổi thì nó cũng không còn thời gian để mình thay đổi nữa. Cái gì mà học vấn mà là quá khứ? Thì bây giờ thí dụ như tình yêu rồi mới là quá khứ chứ học vấn sau quá khứ. Mình muốn chọn một cái người nào đó mà thí dụ như là học cao đại học, học cao học gì đó. Thì nhưng mà cái người đó bây giờ là đến tầm đó tuổi rồi. Mà không chưa học đến tầm đó thì mình cũng không thể đòi hỏi được nữa. Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra nè. Rồi xin. Được chưa? Rồi được luôn. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân đi, mời em trai. Xin chào mọi người, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Cảnh, năm nay 33 tuổi. Em quê Thanh Hóa và em hiện tại đang sống làm việc tại Đồng Nai. Em làm công việc gì Cảnh? Em làm nhân viên kỹ thuật. Em vào lâu trong này lâu chưa? Em vào học trong này và làm việc tới bây giờ khoảng 13 năm rồi. 13 năm rồi. Ồ, vậy hiện tại mình đang ở với ai nè? Hiện tại bây giờ em đang sống một mình. Sau này định lập nghiệp ở đây luôn hay đi về quê? Định hướng của em là lập nghiệp trong này. Rồi. Rồi mời bạn gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Em tên là Trịnh Thị Hiền, hiện tại em 33 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Hiện tại em là giáo viên tin học trường cấp 2 ạ. Vậy là mình sống ở Vũng Tàu luôn? Dạ vâng ạ. Có khi nào xuống Vũng Tàu chơi chưa, tắm biển? Dự kiến là cuối tuần này em sẽ du lịch ở Vũng Tàu chị. Trời ơi, bây giờ em có ngại quen bạn gái ở hơi xa chút xíu không? Bây giờ thì cái khoảng cách không còn là ý nghĩa nữa. Quan trọng là cái người đó có phù hợp với mình hay không thôi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em trong công việc là gì? Điểm mạnh của em là nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì thứ nhất là em không hoạt ngôn. Thứ hai là em rất là sạch sẽ, khi mà em làm bất cứ một cái việc gì á thì em cũng phải rửa tay, em phải rửa bằng nước rửa tay cơ. Ủa cái đó mà là khuyết điểm hả? Cái đó là ưu điểm chứ. Em không, em cảm thấy đó là khuyết điểm của mình ạ. Là mình bị sạch quá. Dạ đúng rồi ạ. Mình sạch quá thôi mà mình có bắt đối phương phải sạch theo hay bắt những người xung quanh phải sạch theo mình không? Nếu mà mọi người xung quanh em mà sạch theo em được thì tốt, còn không thì cũng không sao ạ. Kỹ vậy thì em có hay đi ăn ở ngoài không? Dạ em cũng có đi ăn ở ngoài nhưng mà cũng không thường xuyên ạ. Rồi em thì sao nè? Điểm mạnh của em thì là hòa đồng, dễ tiếp thu trong việc, chịu được áp lực cao trong việc. Còn điểm yếu của em là dễ tin người. Có mất mát tiêu hao gì chưa? Có, cũng mất mát cũng tiêu hao. Vậy hả? Có tiền dư không cho chị mượn nhé. Gì mới nghe mượn tiền cái tự nhiên giống như hết muốn nói chuyện luôn. Không rồi. Tại vì không có tiền nên chị hỏi câu đó nó hơi khó nên. Ủa vậy nếu em có tiền anh cho chị mượn sao? Còn tùy vào khả năng rồi chị. Đó. Ví dụ chị mượn vài ba ngàn thì sẵn sàng em cho mượn, chứ mượn vài chục ngàn thì cao. Vài ba ngàn đô chứ vài ba ngàn đồng chị mượn làm chi?
Em tình trường của mình thì mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì em trải qua 2 mối tình và một mối tình chia tay cách đây cũng được 4 năm. Ồ, tại sao chia tay? Khi đó thì em học năm đầu của đại học, em học ở Đồng Nai. Còn bạn đó thì ở quê, một năm về thì chỉ gặp nhau được vài ngày Tết thôi. Thì em nhớ có một kỷ niệm là một năm đó, khi năm đó em về thì cô ấy có tặng em 3 cuốn nhật ký. Ý thì trong 3 cuốn nhật ký đấy thì có ghi lại những cái kỷ niệm, những cái ngày tháng mà những cái nỗi nhớ nhung của cô ấy dành cho em. Thì khi đọc thì cảm giác rất là cảm động. Thì cái khoảng cách xa quá nên là cái thời gian liên lạc nó ít dần và đến bây giờ thì không liên lạc nữa. Cuốn nhật ký đó là hiện giờ cổ giữ hay em giữ? Những cuốn nhật ký đấy em giữ. À, là cổ gửi, cổ tặng em luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ còn cất không? Em còn cất nhưng mà hiện tại em không mang đi thôi đây. Giả tỷ bây giờ em lấy một người vợ, em yêu người vợ đó lắm, hai chồng lấy nhau. Nhưng mà cô đó cũng không, cô cứ mỗi lần nghĩ tới mấy cuốn nhật ký của em làm gia đình bất hòa. Cổ muốn em là phải thủ tiêu mấy cuốn nhật ký đó đi thì em xử lý như thế nào? Nếu như mà trong hôn nhân thì mình luôn luôn phải tôn trọng đối phương. Nếu bạn nữ muốn em tôn trọng bạn nữ thì bạn nữ phải tôn trọng những cái quyền riêng tư của em. Thì em sẽ không làm điều gì đó để mà có lỗi với cái đối phương của mình. Thì mình có những kỷ niệm mà trong cuộc đời này thì nó chỉ là, bây giờ nó chỉ còn là kỷ niệm thôi. Phải bắt trước chị, biết không, thơ tình của chị giấu hết. Giấu đâu biết không, giấu đâu giờ chị quên luôn rồi. Hồi xưa chị nhớ chị đục tường xong chị nhét vô chổng, xong cái chị lấy phấn chị trám lại. Bây giờ chị quên tường nó nằm ở đâu luôn rồi. Có phải vì lý do đó mà chị có tên Cát Tường không? Cũng có thể vậy. Với lại thật ra nó đùa thôi, là những cái đó chị sẽ gửi ở nhà của ba mẹ riêng của chị, chứ chị không cất trong nhà của mình. Tại vì mình cũng phải tôn trọng cái người hiện tại, mình tôn trọng cái quá khứ của mình cất vào một chỗ riêng. Và riêng thì đừng có để người ta thấy. Dạ. Thấy là ai cũng ứa gan hết trơn em. Nếu mà chị thấy thì chị cũng xé luôn, chứ khỏi cần bạn kia đồng ý hay không đồng ý kệ. Tại vì hiện tại mình phải sống cho hiện tại và tương lai. Quá khứ cất lại gói ghém kỹ, đúng không em? Dạ đúng rồi. Em về gửi ba mẹ đi. Ngay lâu lâu mình về nhà thăm ba mẹ, sẵn mình thăm mấy cuốn nhật ký luôn, cổ đâu biết. Dạ. Được không? Giờ đó thì em sẽ học hỏi chị. Đúng rồi, học hỏi chị. Ủa chị chỉ vậy được không em? Dạ, em thì em không muốn những cái cuốn nhật ký đó còn nữa. Là em muốn trả lại cho người cũ. Giờ ta đâu có gặp cái cô cũ đó đâu mà trả. Ví dụ giờ em là vợ ảnh đi. Đó, giờ em xử trí mấy cuốn nhật ký đó là sao? Dạ là em muốn là thủ tiêu luôn, không còn nhớ gì những kỷ niệm cũ nữa. Thủ tiêu là xé nó luôn, đốt nó luôn. Không, đó là tùy anh á. Anh muốn làm cách nào của anh á, thấy nhẹ nhàng thì anh làm. Vậy là cách của chị là đem về giấu nhà ba mẹ anh là đúng không? Không, mà anh phải thủ tiêu đi ạ. Thủ tiêu có nghĩa là mãi mãi đừng để cho anh thấy ba cuốn đó. Dạ, và sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Nghe rõ chưa? Mà chị dám cá với em luôn. Phụ nữ nào cũng như vậy, chị không nói xấu phụ nữ mà chị dám cá 100% với em luôn. Còn những cô nào mà nói với em là em tôn trọng anh, kể ra chuyện đi là xạo. Hoặc là những cô đó lòng tự trọng cao, không dám nói rõ sự thật. Thề luôn, cô gái nào mà dám nói tôi nói sai, cô gái đó hãy tự coi lại, không dám nhìn thẳng vấn đề. Thủ tiêu đi nhé. Rồi, được chưa em? Dạ được ạ. Rồi, tới phiên em, tình trường sao nè? Dạ, em đã trải qua chính thức là một mối tình ạ. Dạ, cách đây một năm ạ. Để chị hít thở chút, mỗi lần chị nói chuyện người ta chị ghen thôi mà chị cũng mệt. Chuyện người ta các tường ơi, phải chuyện mình. Tôi tưởng tượng ba cuốn nhật ký đang hiện nguyện trong vòng tôi xé. Bỏ, dạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ, lý do chia tay là thứ nhất là anh đó gia trưởng. Thứ hai là độc đoán, ít quan tâm đến bạn gái. Và đôi khi là còn là keo kiệt nữa. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai, một người chồng trong tương lai mình là người như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì cao 1m62 hoặc là cao hơn thì càng tốt. Về tính cách thì là kiên nhẫn, chịu khó, vui vẻ và chân thành. Chưa lập gia đình và không theo đạo. Khoan, để cái vế chưa lập gia đình đúng không? Dạ đúng. Có nghĩa là em cũng không có chịu người đã đổ vỡ rồi là em cũng không đồng ý luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Lý do tại sao? Dạ, trước đây là họ đã có một cái mối quan hệ là không hạnh phúc hoặc là không bền vững chẳng hạn. Thì bây giờ khi mà họ đi xây đắp thì mối quan hệ mới thì họ sẽ có một cái gì đó lấn cấn ở mối quan hệ trước hay là một gì đó, nên là em không thích ạ. Cho nên là ba cuốn nhật ký vẫn triệt tiêu nha em nha. Dạ. Rồi, tiếp tục. Em có đạo không? Em không có đạo chị. Rồi, được ha, hai cái đó ổn rồi ha. Dạ. Còn em, muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Nửa truyền thống và nửa hiện đại. Cái truyền thống ở đây á, là bạn gái mà biết chăm lo cho gia đình, đối nhân xử thế. Còn cái hiện đại á, là phải luôn luôn biết làm đẹp cho bản thân, cho mọi người xung quanh. Luôn luôn biết đổi mới mình á. Tới là vẫn được, về ngoại hình em muốn sao? Thì em cao 1m67. Thì em muốn một người phụ nữ thấp hơn anh em một xíu. Số phận đã cho cái nào thì xài đó. Số phận cho gì? Bị đáp cái gì? Số phận cho cái nào xài cái nấy. Môi trường làm việc của em có nữ không?
Môi trường làm việc của em là rất là nhiều nữ, duyên số nó chưa tới chị. Nhiều là bao nhiêu? Ủa em làm gì, sản xuất kỹ thuật gì mà liên quan gì tới nữ? À, tại vì công ty của em là trong em là làm bên bộ phận kỹ thuật, 95% là nữ. Công ty em nhiêu người? Khoảng 5-6 ngàn người. Trời đất ơi, có nghĩa là 3-4 ngàn nữ. Dạ. Mà không có nhìn được, không có tia được em nào hết trơn. Hay là anh khó tính quá? Hay là thích con trai? Hay là thích con trai? Hay là thích con trai? Không chị, 100% là thích gái chị. Mà tại sao 3-4 ngàn phụ nữ mà không có lựa được ai? Đôi khi cũng lựa nhưng tại người ta không lựa mình. Anh bèo quá vậy anh? Hay là mình không có tấn công, không có tập trung đúng mức? Có thể là đó là lý do mà hôm nay em gặp bạn nữ đang ngồi đối diện em đó chị. Phải đầu tư, sức người, sức của, thời gian, công sức mới có được thành công, an cư mới lập nghiệp. Muốn lấy vợ mà không có nhà, có cửa, không lẽ lấy vợ về bắt nhờ ở nhà trọ? Cái lý do mà em tới bây giờ em cũng mới lấy vợ muộn là tại vì trong em luôn luôn lúc nào có suy nghĩ là mình phải an cư, lập nghiệp, công việc ổn định, kinh tế vững chắc. Thì mình khi đó mình tiến tới hôn nhân, mình gặp gia đình thì mình sẽ không làm khổ cái người bạn của mình. Thì em cũng có dự định rồi là đất đai thì em cũng có sẵn rồi. Có sẵn rồi đúng không? Dạ có sẵn rồi. Tiền xây nhà có chưa? Dạ tiền xây nhà thì đợi bên nhà vợ cho được bao nhiêu, xây nhà to nhỏ nữa. Thôi kệ, dù sao nó cũng có vốn sẵn rồi. Được, lo sự nghiệp trước, ổn định, báo hiếu trước. Những người đàn ông như em phải trân trọng. Chị nói chuyện vui vui vậy thôi nhưng mà chị để ý kỹ lắm. Đâu đâu em có hình ảnh gì không cho chị coi? Em cả ạ. Rồi hình nhịp 1m67, kiếm thử coi anh đó là anh nào. Em cao mét mấy cưng? Dạ em cao 1m62 ạ. Trời ơi cao lắm à nha, cao 1m62 nha. Ai? Có khả năng là con này. Khà khà khà. Căng quá nhờ. Căng lắm đâu có dễ cưng. Cô nào, ủa anh nào? Dạ em đoán là anh này. Tại sao đoán anh đó? Qua các cái nói chuyện thì giống như là em có cái linh cảm như vậy đó chị. Linh cảm hả? Tưởng linh cảm là đúng hả? Để cho đi từ từ coi. Cô nào? Cô này. Sao đón cô đó? Tại vì cái cách nói chuyện của bạn rất là nhẹ nhàng. Hay quá ha, nói y như là đúng rồi vậy đó. Xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim để xem cái linh cảm của mình hôm nay như thế nào nha. Nếu đúng các bạn đã là thầy bói rồi, rất tiếc không phải. Rồi. So lại cái hình đi ạ. Đâu ạ? À? Em đây đúng không em? Sai bé. Dạ không phải anh ạ. Sai quá rồi ạ. Sai bé. Nhìn ở ngoài rồi mà còn sai là bị phạt. Không, lúc này em chỉ người này. Nhưng mà bây giờ nhìn ở ngoài rồi mày còn chỉ vô người sai nữa là sai bé nữa là bị phạt. À rồi. Đâu? Chỉ sai cái nữa quýnh liền luôn nè. Đâu? Hình này. Chị bạo lực quá phải không em? Đâu, cô ấy đâu, chỉ đi bị phạt chơi nè. Nhẹ nhàng hít đất 20 cái cưng. Đất 20 cái cưng. Này. Rồi sai bé bước ra hết đất liền nhìn tới chế luôn. Ảnh đâu? Dạ anh đây ạ. À. Vẫn đây luôn hả? Ủa phải ảnh không? Dạ chắc phải. Chị là chị sai, ảnh đúng rồi. À vậy hả? Em đây đúng không em? Đúng hết đó chị. Vậy mà nãy giờ chị tưởng đây không à? À vậy hả? Rồi chị bớt em 10 cái, hít đất 10 cái thôi. Tại chị sai. Hít đất luôn hả? Hít đất 10 cái cưng. Nhanh sao tiến ăn cơm được chị? Trời ơi đứng lên, lẹ lên, mất thời gian quá. Rồi đây nè, đây nè, ừ thôi nằm dài đó cũng được. Cười hả? 1, 2, ê ăn gian quá. 3, 4, 5, trời ơi, 6, 7, 8, 9, 10. Ờ, tưởng nữa chứ. Ăn cơm nổi không cưng? Chắc ăn được đó chị, cố gắng ăn được. Tặng quà, tặng quà. Anh tặng em. Mong dạ. Em là mãi luôn xinh đẹp như những bông hoa này. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà tặng anh ạ. Trời ơi, bé dạ, này cao dữ trời. Cảm ơn anh. Trời ơi, bé này nó cao quá. Ê, nó nghe nè, mình đứng lên mình đo thử cái coi cho vui nè. Đi, 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 đi. Cao hơn rồi. Đâu đâu vén vén cái quần lên coi coi mang đôi giày bà lớn. Bà ác ghê luôn, bà cao 1m62, bà quất đôi giày thêm 7 phân nữa, tội nghiệp nhỏ. Rồi về hồi nãy cưng nói một câu là cao thấp gì trời cho thì ráng ha em ha. Dạ. Ok, bắt ghế lên cũng được cưng. Cần mua giày độn không chị, để chị nhờ mấy bạn ca sĩ nam mua cho cưng đôi giày độn. Không đến nổi đâu chị ơi, không nổi phải tự tin lên. Đúng rồi, phải tự tin lên, ghế lên chứ. Đúng còn rồi. Gì? Chị chịu em rồi đó. Mở cái quà gì cưng? Anh mở nha. Dạ vâng ạ. Nữa sao cái cuốn sách này nhiều người tặng nhau quá vậy ta? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Ủa đời đang sống khi chúng không ta vui sao ai cũng đòi thay đổi vậy? Một câu nói rất là hay. Em cũng rất là thích câu nói này. Thích luôn hả? Dạ đúng rồi. Sao chị chẳng thấy gì thích hết trơn á? Như thế tôi không đang vui mà tự nhiên ai cũng biểu tôi thay đổi chi vậy? Tại sao em tặng cuốn sách này cho ảnh có ý nghĩa gì? Có dạ, thông điệp gì muốn gửi gắm không?
Em muốn gửi tới anh thông điệp là chúng ta hãy đơn giản hóa cuộc sống, vị tha và làm cho người khác hạnh phúc ạ. Ấn tượng đầu tiên khi cánh cửa này mở ra của em là gì? Nhìn bạn gái thì rất là dễ thương, mọi người thì rất là hiền, dịu dàng. Có nửa truyền thống, nửa hiện đại gì không? Mọi người truyền thống. Chết trời, thiếu chút hiện đại có sao không? Không sao chị, chờ cho cái nào mình nửa đó. Em ba phải quá ha. Còn em, khi cánh cửa này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì? Dạ, hiện tại thì em chưa có cảm xúc gì. Vì khi mà em đã gặp và biết một người em phải gặp vài lần thì lúc đó em mới có cảm xúc hoặc là nhận xét về họ. Em là thuộc dạng là từ từ cảm nhận đúng không? Dạ vâng. Có nhiều người là ta chơi cứ màn cú sát ái tình, thấy là yes or no liền. Và bây giờ đến phần ăn trưa. Dạ, em vẫn có sức, mới hộp có 10 cái vẫn ăn được đúng không em? Ăn tốt đó chị, ăn tốt chứ. Mời hai em thưởng thức một món ăn. Trời ơi, nhìn nó đẹp quá, ai nỡ ăn trời. Đây là món bò rất đặc biệt, rất nổi tiếng mà mắc tiền lắm đó nha. Bò Wagyu. Món bò này thì em mới cái lần đầu tiên em Nhật Bản thì em có nghe món bò đó là bò Kobe. Còn cái này là bò Wagyu. Cũng hai em hãy trải nghiệm, hãy ăn thử nha. Vừa ăn vừa tâm sự, ít phút sau chị Tường sẽ quay lại nha. Em mời anh. Em là con thứ mấy trong gia đình? Dạ, em là con thứ hai ạ. Con thứ hai, gia đình nhiều đông anh em không em? Dạ, gia đình em có ba chị em ạ. Em trai hay gái đâu? Dạ, nhà em có ba chị em gái ạ. Dạ, em mời anh ạ. Mời em. Em vắt chanh vào, ăn dễ ăn hơn. Em thích ăn chua không? Dạ không ạ. Một tuần như vậy thì em dạy 3 buổi? Dạ, em dạy cả tuần ạ. Dạ, vậy anh có sở thích gì ạ? Anh nhìn sở thích thì du lịch, thể thao. Thế du lịch thì anh thích đi du lịch trong nước hay là ngoài nước ạ? Hiện tại thì về kinh tế của mình thì chỉ có đủ khả năng để mình du lịch trong nước thôi. Và trong những tỉnh thành ở Việt Nam thì anh đã đi rất là nhiều. Dạ, em thì em thích cũng thích đi du lịch, rồi là nấu ăn, rồi đi bộ. Anh có hút thuốc không ạ? Không, anh không hút thuốc. Dạ. Ủa, bò ngon không? Sao không ăn vậy? Dạ ngon nhưng mà em cảm thấy là nó đỏ đỏ nên là em... Nó vậy đó chứ thật ra nó chín hết rồi, nó rất là ngon luôn. Bây giờ chị cho các bạn chơi một trò chơi nữa nhỏ nhỏ cho vui. Mỗi bạn hãy bóc một lá thăm của chương trình, đọc lớn yêu cầu trong này lên. Rồi, đọc lớn lên đi em. Vâng, em sẽ đọc lớn. Theo bạn, trình độ học vấn có quan trọng hay không? Vì sao? Em bóc luôn đi rồi, để tôi coi ai trả lời câu đó. Dạ, hai bạn thử nhìn nhau không chớp mắt trong 30 giây, người thua sẽ nhận hình phạt từ người còn lại. Mình chơi trò chơi này trước đi. Rồi. Vui hơn nè, hai bạn nhìn nhau trong 30 giây, ai chớp mắt trước chịu hình phạt. 1, 2, 3, bắt đầu. Cô chớp rồi, cô chớp lia lịa luôn á, chưa chơi tôi thấy cô chớp lia lịa rồi. Và cổ đi em. Em phải làm một cái hành động mà đáng yêu nhất. Làm đi em. Có đáng yêu không em? Đáng yêu chị. Trời ơi, đáng yêu rồi đó hả? Em dễ dãi quá. Vậy em đang yêu rồi đúng không? Rồi, theo em thì trình độ học vấn có quan trọng không? Cái học vấn cũng là rất là quan trọng. Vì cái học vấn nó dạy cho chúng ta là một con người trưởng thành hơn và một con người có trách nhiệm hơn trong cuộc sống. Đấy. Trong tình yêu thì khi mình yêu là mình yêu cái tính cách của người đó. Còn cái học vấn đã là quá khứ rồi. Bây giờ thì mình muốn thay đổi thì nó cũng không còn thời gian để mình thay đổi nữa. Cái gì mà học vấn mà là quá khứ? Thì bây giờ thí dụ như tình yêu rồi mới là quá khứ chứ học vấn sau quá khứ. Mình muốn chọn một cái người nào đó mà thí dụ như là học cao đại học, học cao học gì đó. Thì nhưng mà cái người đó bây giờ là đến tầm đó tuổi rồi. Mà không chưa học đến tầm đó thì mình cũng không thể đòi hỏi được nữa. Người ta nói học nữa học mãi. Nếu em thích học thì bao giờ vẫn học được. Chị hiện tại đang có bạn học cao học. Học thấp là học thấp, học cao là cao học, học không cao là học thấp. Bây giờ tóm lại em thích học thấp hay học cao? Tóm lại là em thích một người là có văn hóa, biết đối nhân xử thế. Rồi bây giờ mình đến màn giao lưu người thân. Hôm nay em đi với ai? Vậy em đi với anh của em. Em hôm nay đi với ai? Em đi với chị đồng nghiệp ạ. Chị đồng nghiệp, dạ. Mời đồng nghiệp vào. Rồi chào hai bạn. Trước tiên em giới thiệu trước đi nè. Cảm nhận của em cảm giác là cô gái này như thế nào nè? Thứ nhất thấy ngoan mà ngoan mà chị ngoan. Nói rõ rõ chị tưởng em nói ngon. Ngoan. Theo như em thì em khuyên bạn trai em là nên bấm nút hay không bấm nút? Nên bấm nút. Rủi nhưng mà bạn ấy không chịu bấm nút thì em tin sao? Không bấm đi, em bấm cho. Dạ, chào chị. Hôm nay mình thấy cặp đôi này như thế nào ạ? Xin chào chị Cát Tường. Thì nhờ mình là quan sát để cho những cái lời khuyên em ấy. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên của chị về cái anh chàng này á là
chững chạc. Quan điểm thì nó chưa có rõ ràng lắm nhưng mà nó chững chạc. Em mong ước là một người phụ nữ vừa hiện đại vừa truyền thống. Dạ. Thì em đang thấy một cô Hiền rất là truyền thống nhưng em chưa thấy cái bề mặt hiện đại của cô ấy đâu. Và chị là người xác nhận cho cô ấy là trước mắt em là một cô gái không phải ngoan mà ngon mà xịn nữa. Thì chị khuyên em nên cho mình một cơ hội, bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Bấm nút vì sự lựa chọn của mình, bấm nút vì sự rung động của mình chứ không phải vì sự lịch sự. Đồng ý hiểu không? Dạ em hiểu chị. Rồi nhá, bây giờ là đến giờ phút đưa ra quyết định của hai bạn. Đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi hai bạn. Hãy cảm nhận lắng động lại. Đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi à, cho chị hỏi em gái sao em không bấm nút. Dạ thật sự là từ khi cái nhìn đầu tiên của em thì em cũng chưa có cảm xúc. Và sau một quá trình nói chuyện thì em cũng chưa có cảm xúc. Nên là em không bấm. Em cần cái thời gian chậm từ từ mới cảm nhận được đúng không? Dạ. Cô gái không bấm nút thì em có suy nghĩ gì không? Thì nói chung là cái gì nó cũng một cái lý trí của người đó. Thì còn cái chuyện bấm hay không thì đấy là do cái thể phân, em chưa tạo được cái cảm giác, cái niềm tin đối với bạn. Thật ra chị cũng buồn, chị cũng tiếc lắm luôn. Bây giờ Tường cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ sớm tìm nữa một nửa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Thay mặt cả chương trình gửi tặng em một món quà là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành và theo dõi chương trình. Vì khi đã chương trình đã muốn tìm được người phù hợp cho em, tạo điều kiện cho em. Và còn khi mà em đã nhận được thông báo là đã tìm được người phù hợp để ghi hình thì em cảm thấy rất là hồi hộp và lo lắng. Dạ, thứ nhất là bạn trai phải kiên nhẫn, chịu khó, có sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau. Và nếu mà bạn đó mà ở với nhau thì càng tốt. Thì điều đó thì mình cũng rất là tiếc nuối. Vì khi mình đã tới đây làm cái điều mới mẻ hơn đối với mình.